Các bài đọc lời Chúa ngày thứ tư sau Chúa Nhật thứ 13 thường niên năm 2 năm Chẵn. Trích sách tiên tri Amos, Amos chương 5 câu 14, 15 và câu 21 tới 24. Các ngươi hãy tìm sự lành và đừng tìm sự dữ để các ngươi được sống. Và như vậy, Chúa là Thiên Chúa các đạo binh sẽ ở cùng các ngươi. Như các ngươi đã nói, các ngươi hãy ghét sự dữ và yêu sự lành. Hãy lập công nơi cửa thành, như vậy, có lẽ Chúa là Thiên Chúa các đạo binh sẽ thương xót những kẻ còn sót lại bởi chi tộc Giuse. Ta khinh ghét và chê bỏ những ngày lễ trọng của các ngươi. Ta không thèm ngửi mùi hương trong các kỳ hội của các ngươi. Nếu các ngươi dâng cho ta của lễ toàn thiêu và phẩm vật, ta sẽ không chấp nhận. Ta cũng không nhìn đến các lễ khấn tốt đẹp của các ngươi. Ngươi hãy mang đi cho xa ta giọng hát lời ca của ngươi. Ta sẽ không nghe tiếng đàn ca của ngươi. Sự công chính sẽ biểu lộ như nước chảy, và sự chính trực như suối chảy mạnh. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Đáp ca Thánh Vịnh 49. Ai đi đường ngay thẳng, ta chỉ cho biết ơn Thiên Chúa cứu độ. Ai đi đường ngay thẳng, ta chỉ cho biết ơn Thiên Chúa cứu độ. Hỡi dân tộc của ta, hãy nghe ta nói. Hỡi Israel, ta sẽ chứng tỏ lời phản đối ngươi. Ta là Thiên Chúa, Đức Thiên Chúa của ngươi. Ai đi đường ngay thẳng, ta chỉ cho biết ơn Thiên Chúa cứu độ. Ta không khiển trách ngươi về chuyện dâng lễ vật, vì lễ toàn thiêu của ngươi đặt ở trước mặt ta luôn. Ta không nhận từ nhà ngươi một con bò non, cũng không nhận từ đàn chiên ngươi những con dê đực. Ai đi đường ngay thẳng, ta chỉ cho biết ơn Thiên Chúa cứu độ. Vì ta sở hữu mọi muông thú sơn lâm và muôn ngàn súc vật ở những miền non núi. Ta biết hết thấy mọi giống chim trời và động vật sống nơi đồng ruộng ta cũng rõ. Ai đi đường ngay thẳng, ta chỉ cho biết ơn Thiên Chúa cứu độ. Nếu ta đói, ta không phải nói với ngươi, vì ta là chủ địa cầu và mọi cái chứa đầy trong đó. Phải chăng ta thèm ăn thịt bò, hay là ta thèm uống tiết dê ư? Ai đi đường ngay thẳng, ta chỉ cho biết ơn Thiên Chúa cứu độ. Tại sao ngươi ưa kể ra những điều huân lệnh, và miệng ngươi thường nói về minh ước của ta? Ngươi là kẻ không ưa lời giao huân, và ném bỏ lời ta lại sau lưng. Ai đi đường ngay thẳng, ta chỉ cho biết ơn Thiên Chúa cứu độ. Alleluia! 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 Thánh Vịnh 94 câu 8a và b. Ước gì hôm nay các bạn nghe tiếng Chúa và đừng cứng lòng. Alleluia! 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 Phúc âm. Bài trích phúc âm theo Thánh Matthew. Khi ấy, Chúa Giêsu lên thuyền sang bờ bên kia, đến miền Gerasa, thì gặp hai người bị quỷ ám từ các mồ mả đi ra,
Chúng hung dữ đến nỗi không ai dám qua đường ấy. Và chúng kêu lên rằng, lạy ông Giê-xu, con Thiên Chúa, chúng tôi có can chi đến ông? Ông đến đây để hành hạ chúng tôi trước hạn định sao? Cách đó không xa có một đàn heo lớn đang ăn. Các quỷ này xin người rằng, nếu ông đuổi chúng tôi ra khỏi đây, thì xin cho chúng tôi nhập vào đàn heo. Người bảo chúng rằng, cứ đi. Chúng liền ra khỏi, đi nhập vào đàn heo. Tức thì cả đàn heo từ bờ dốc thẳng nhào xuống biển và chết chìm dưới nước. Các người chăn heo chạy trốn về thành, báo tin ấy và nói về các người bị quỷ ám. Thế là cả thành kéo ra đón Chúa Giê-xu. Khi họ gặp người, họ xin người rời khỏi vùng của họ. Đó là lời Chúa, lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.